Câu hỏi số 9 của bạn Văn Nguyễn. Nếu không có ngày 30 tháng 4, Sài Gòn bây giờ là trung tâm tài chính quyền lực lớn nhất thế giới. Thưa bạn, cho đến ngày sụp đổ, Việt Nam Cộng Hòa còn để lại một món nợ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trả mấy chục năm mới hết. Tận đến những ngày cuối cùng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng vẫn đang lặn lội tìm cửa để vay mượn Mỹ và các quốc gia khác. Rồi ông Thiệu còn gán cả dầu ngoài biển cho đối tác để mượn tiền. Còn may là cuộc trao đổi đó không thành công. Vậy đâu là cơ sở để bạn tin tưởng rằng nếu không có ngày 30 tháng 4, Sài Gòn bây giờ là trung tâm tài chính quyền lực lớn nhất thế giới?